Bạn thân nói ký túc xá chúng tôi bị ma ám, bảo tôi lắp thêm ngưỡng cửa trước phòng. Cô ấy nói như vậy thì ma quỷ không vào được, bởi vì ma quỷ sẽ không nhấc chân. Ban đầu tôi không tin, song không ngờ ban đêm vừa mới tắt đèn, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa rầm rầm. Đêm đầu tiên ở ký túc xá của học kỳ mới, tôi nửa đêm thức dậy để đi vệ sinh. Không ngờ lại nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông từ cửa đi vào, lặng lẽ trèo lên giường của lão tứ bạn cùng phòng tôi. Một lát sau, giường trên truyền đến tiếng động khó nghe. Tôi sợ đến mức không dám động đậy, nghĩ lại cửa ký túc xá khóa trái. Nếu ai đó mở cửa, tôi nhất định sẽ nghe thấy. Chẳng lẽ người đàn ông này là lão tứ lặng lẽ mở cửa cho vào sao? Nghĩ đến đây, tôi quyết định sáng mai nhất định phải hỏi rõ ràng. Cho đến trời sáng, tôi đã nói với lão tứ những gì xảy ra tối qua. Lão tứ lại một mặt ủy khuất, nói tôi bôi nhọ sự trong sạch của cô ấy, nhất quyết kéo tôi đi xem camera giám sát. Sau khi xem camera giám sát, tôi liền trực tiếp trong camera giám sát. Sau khi ký túc xá đóng cửa từ 9 giờ tối thì không có ai vào phòng nữa. Chẳng lẽ thật sự là do tôi ngủ mớ nên xuất hiện ảo giác sao? Tôi tưởng sự việc này cứ thế trôi qua, nhưng đâu biết được nửa đêm hôm đó, tôi lại thấy bóng người đàn ông nọ vào ký túc xá của chúng tôi. Tôi lập tức lấy điện thoại ra và chụp ảnh, lần này xem lão tứ còn phải rào biện thế nào nữa. Nhưng ai ngờ người đàn ông này lại leo lên giường của lão nhị, một người bạn cùng phòng khác của tôi. Tôi lập tức hét lên một tiếng, nhanh chóng bật đèn lên. Nhưng trong phòng lại không có người đàn ông đó. Lúc này, các bạn cùng phòng cũng bị tiếng hét này của tôi đánh thức. Tôi nói với bạn cùng phòng những gì vừa xảy ra. Kết quả họ đều mắng tôi là đứa tâm thần, đặc biệt là lão nhị, khóc nói rằng tôi bôi nhọ sự trong sạch của cô ấy. Không có cách nào, tôi chỉ có thể cho họ xem những bức ảnh mình vừa chụp được. Nhưng kết quả bên trong lại không có gì, căn bản không có bóng dáng của người đàn ông đó. Ngày hôm sau, tôi đem chuyện này kể với người bạn thân hiểu huyền học của mình. Tiếp đến cô ấy bảo tôi chụp bức ảnh để cô ấy xem bố cục của ký túc xá. Sau khi gửi qua, bạn thân 5 phút mới trả lời tin nhắn của tôi. Không ổn rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ký túc xá của cậu dựa lưng vào âm sơn, mặt giáp âm môn, lại thêm 4 cô gái các cậu. Có thể nói là âm càng thêm âm, như vậy đặc biệt dễ dàng dẫn dụ tà túy. Nhìn thấy tin nhắn cô bạn thân gửi đến, tôi sợ đến nỗi sởn cả da gà, không biết phải làm gì tiếp theo. Nhanh chóng trả lời, vậy tớ phải làm gì? Hôm nay cậu đừng đi học nữa, đi đến chợ vật liệu xây dựng mua một ngưỡng cửa gỗ hòe, lắp vào cửa ký túc xá của cậu. Ma quỷ sẽ không nhấc chân lên. Lắp thêm ngưỡng cửa này, nó sẽ không vào được ký túc xá các cậu. Nếu nó không vào được trong 3 ngày liên tiếp, thì nó sẽ không đến tìm các cậu nữa. Tôi đi chợ vật liệu xây dựng theo sự chỉ dẫn của bạn thân. Mặc dù tôi đã đến mọi ngóc ngách trong chợ, thế nhưng không có ai bán vật liệu như ngưỡng cửa gỗ hòe. Ngay lúc tôi đang nóng ruột, thì gặp phải một ông lão thợ mộc với hàm râu trắng muốt, nói rằng trong nhà ông ấy vừa vặn có một cái ngưỡng cửa gỗ hòe, bảo tôi ở đây đợi ông ấy. Ông ấy về nhà lấy cho tôi. Nửa tiếng sau, người thợ mộc ra quay lại cùng với một cái ngưỡng cửa cũ nát. Nhìn một chút, kích thước vừa vặn, tôi hỏi ông ấy bán tôi bao nhiêu tiền. Người thợ mộc già nói nó chẳng đáng bao nhiêu, liền tặng cho tôi. Trở lại ký túc xá, tôi lập tức đặt ngưỡng cửa lên. Lúc này, ba người bạn cùng phòng quay trở lại, hỏi tôi đang làm gì. Tôi đã nói với họ tình hình, nói chỉ cần lắp ngưỡng cửa thì ma quỷ sẽ không vào được nữa. Nhưng ba người bạn cùng phòng không tin, còn mắng tôi đầu óc có vấn đề. Ban đêm sau khi tắt đèn, tôi nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được. Cũng chính lúc này, tôi nghe thấy tiếng bùm 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 từ cửa. Tóc tôi lập tức dựng đứng cả lên. Tôi phân tích cẩn thận nguồn gốc của âm thanh này, không phải là tiếng gõ cửa, mà là âm thanh chân đá vào ngưỡng cửa. Cảm giác như thể có một đôi chân muốn nhảy qua ngưỡng cửa nhưng không thể. Âm thanh ngón chân va đập bên trên khiến tôi sợ đến mức nhanh chóng chui vào chăn, không dám động đậy. Lúc này, tiếng rung chuông khiến tôi giật mình một phen, là điện thoại của tôi vang lên. Nhìn một chút, là tin nhắn bạn thân gửi đến, cậu đã mua được ngưỡng cửa chưa? Tôi nhanh chóng kể chuyện mua ngưỡng cửa từ một người thợ mộc già và chuyện xảy ra vừa rồi nói cho bạn thân nghe. Bạn thân nghe xong liền trực tiếp khẩn trương, ngưỡng cửa này có vấn đề. Đó không phải là tiếng chân của ma quỷ đá vào ngưỡng cửa, mà là tiếng đầu của ma quỷ đập trên ngưỡng cửa. Nếu như tôi đoán không nhầm, ngưỡng cửa này chính là ngưỡng cửa âm môn, chuyên dùng để mở cửa âm môn. Chỉ cần ma quỷ đập đủ 3 ngày thì âm môn sẽ mở ra. Đến lúc đó mấy người trong ký túc xá của cậu đều sẽ chết. Nhìn thấy tin nhắn của bạn thân, tôi trực tiếp sợ hãi, vội vàng hỏi cô ấy, vậy thì tớ nên làm gì? Tớ không muốn bị rớt. Cậu gặp ông lão đó ở đâu? Không phải cậu bảo tớ đi chợ vật liệu xây dựng mua ngưỡng cửa sao? Nhưng tớ tìm rất lâu mà không thấy. Khi tớ đang rời đi, thì có một ông già đột nhiên chặn tớ lại. Ông ấy nói mình là thợ mộc, tình cờ trong nhà có một ngưỡng cửa gỗ hòe. Bạn thân nhìn thấy tin nhắn của tôi, liền mắng, cậu là đồ ngốc à? Làm sao có thể có sự trùng hợp như vậy được? Đây rõ ràng là cố ý ở đó chờ cậu. Vậy thì tớ nên làm gì? Cậu nói xem, mau dỡ ngưỡng cửa đó ra đi.
Không được, tớ không dám. Bây giờ ngưỡng cửa vẫn còn keo, ma quỷ nhất định vẫn còn đang ở ngoài cửa. Vậy đi, cậu tải ảnh ghi 3 cây nhang về điện thoại di động, sau đó ngẩng đầu về phía cửa rồi cúi lại 3 lần. Ma quỷ ở cửa chắc hẳn sẽ rời đi sau khi hít hương khói. Trước tiên sống qua đêm nay, đợi mình nghĩ cách, tiết đến. Tôi đã làm theo lời nhắc của bản thân, cầm ghi cầm 3 cây nhang, hướng về phía cửa, cúi lại 3 lần. Quả nhiên, không còn nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm nữa. Ngày hôm sau, tôi cầm ngưỡng cửa tới tìm ông lão đó, chất vấn ông ấy, ngưỡng cửa này có phải làm bằng gỗ hoài không? Ông lão rất thành thật nói, đây quả thực không phải ngưỡng cửa gỗ hoè, nhưng tôi không hiểu, tại sao cô lại cần tìm ngưỡng cửa âm môn? Tôi đập mạnh ngưỡng cửa xuống đất nói, cái ngưỡng cửa này của ông mới là ngưỡng cửa âm môn, tối qua ma quỷ đã đập đầu suốt một đêm. Nếu đập đầu thêm 2 ngày, âm môn sẽ mở ra, tôi và bạn cùng phòng sẽ bị rớt. Thấy tôi giận dữ, ông lão nhàn nhã nói rằng, dương mộc thuộc dương, có thể chặn quỷ lộ, gỗ hoài thuộc âm. Dùng nó làm ngưỡng cửa chính là bắc cầu dẫn quỷ vào nhà. Mà ký túc xá của các cô lại ở ngay vị trí âm môn. Nếu cô đặt một ngưỡng cửa gỗ hoè ở đó, mới thực sự là mở đường cho bách quỷ. Sau khi nghe ông lão phân tích, tôi chợt cảm thấy lời ông ấy nói rất có lý. Gỗ hoè không phải là thứ dẫn dụ quỷ sao? Hồi nhỏ tôi thường nghe câu chuyện ma quỷ sống trong cây hoè. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này chứ? Nhưng bạn thân tôi chơi với tôi từ nhỏ đến lớn, không thể nào lừa tôi được. Vì vậy tôi hỏi ông lão, rốt cuộc là ông làm gì? Tại sao ông biết nhiều như vậy? Ngọn đồi phía sau trường học của cô vốn dĩ là ngôi mộ tập thể. Có hàng vạn linh hồn vô tội bị mắc kẹt bên trong, không thể luân hồi. Gia đình tôi 3 thế hệ đều ở đây trấn thủ âm môn. Không ngờ mảnh đất này lại được xây thành trường đại học. Nhưng giáo viên đó không tin vào ma quỷ và thần thánh, cố chấp cứng đầu, thậm chí còn cải tạo nó thành ký túc xá, vừa vặn lại là ký túc xá nữ. Cô nghĩ xem, ký túc xá nữ của cô, có phải năm nào cũng có vài người tự sát không? Sau khi nghe lời của ông lão, da đầu tôi lập tức tê dại. Bởi vì trước đây, tôi thực sự có nghe nói về chuyện có người tự sát ở trường, song nhiều trường cũng có tin tức về việc sinh viên tự sát, nên tôi cũng không coi trọng lắm. Tôi chỉ không ngờ đó lại là ký túc xá tôi đang ở. Lúc này ông lão lại hỏi, hôm qua sau khi cô lắp ngưỡng cửa gỗ hoè đó xong, 3 người bạn cùng phòng của cô có phải không vào phòng không? Đúng vậy. Họ nhìn thấy tôi lắp ngưỡng cửa thì rời khỏi ký túc xá, còn nói tôi bị thần kinh. Ông ấy mỉm cười và nói, bởi vì họ là ma quỷ, vậy nên họ không thể vượt qua ngưỡng này. Nghe ông lão nói xong, tôi nghĩ ông ấy đang bắt đầu bịa chuyện. Nếu bạn cùng phòng của tôi là ma quỷ, vậy thì người đàn ông nửa đêm vào phòng rồi trèo lên giường đó là ai? Ông lão có thể nhìn ra tôi không tin ông ấy, liền vội vàng nói, nếu như cô không tin, tối nay quay về lấy giày của 3 người bạn cùng phòng, đặt cạnh giường của mỗi người. Một chiếc mũi giày hướng vào trong, một chiếc mũi giày hướng ra ngoài. Nếu như là con người thì sẽ không có tác dụng gì. Nhưng nếu như là ma quỷ thì nó sẽ lạc đường, không bao giờ có thể lên giường. Sau khi nghe ông già nói, tôi bán tín bán nghi rời đi. Sau đó tôi làm theo lời dặn của bản thân, lại đi tìm một ngưỡng cửa gỗ hoài khác. Sau khi quay về ký túc xá để lắp đặt, tôi chợt nhớ lại những lời mà ông lão nói. Ngưỡng cửa gỗ hoài đích thực nhìn có chút u ám, giống một ngưỡng cửa âm môn hơn. Lúc này tôi không biết nên tin vào ai. Cuối cùng tôi quyết định làm theo cách của ông lão trước, kiểm tra xem bạn cùng phòng của tôi rốt cuộc là người hay là ma. Nếu là ma thì tôi sẽ tin ông lão. Nếu là con người thì ngày mai tôi sẽ gọi cảnh sát để bắt ông ấy. Nửa giờ sau, bạn cùng phòng của tôi đều đã trở lại. Đầu tiên họ kiểm tra một lượt ở cửa phòng, sau đó mới vào phòng. Điều này khiến tim tôi hẫng một nhịp. Lẽ nào họ thực sự sợ ngưỡng cửa đó sao? Sau khi bạn cùng phòng bước vào trong, còn hỏi tôi tại sao lại cất ngưỡng cửa đi. Không phải có ý định chặn ma quỷ sao? Tôi chỉ có thể chiếu lệ nói, đó là vì muốn dọa sợ mọi người, nên đùa chút thôi. Sau đó, tôi nhân lúc 3 người họ đi tắm rửa, nhanh chóng đặt giày của họ giống như cách của ông lão. Đặt một chiếc hướng vào trong, một chiếc hướng ra ngoài trước giường. Sau đó tôi nằm trên giường, chờ đợi khoảnh khắc đèn phòng tắt, xem bọn họ lên giường như thế nào. Xong, đợi tới lúc tắt đèn, 3 người bạn cùng phòng vẫn không lên giường, mà ở dưới giường cười ha ha không ngủ. Tôi giả vờ nổi giận và hét lên với 3 người, đừng ồn ào nữa, tớ còn phải đi ngủ. 3 người sau khi nghe tôi nói, liền hiểu chuyện mà im lặng. Nhưng điều kỳ lạ là cả 3 đều cúi đầu xuống, đi qua đi lại trước giường của mình mà không lên giường. Tôi lập tức bắt đầu sợ hãi, bất đắc dĩ lấy hết can đảm, dè đặt hỏi, lão tứ, sao em không lên giường đi ngủ? Ai ngờ lão tứ khóc sướt mướt nói, tình huống gì đây? Tại sao em không thấy giường mình đâu nữa? Đầu tôi ong lên một tiếng, ngay lập tức trở nên trống rỗng. Ông lão quả nhiên không lừa tôi, nhưng tôi bắt buộc phải giả vờ bình tĩnh, không thể để họ biết mưu tính của mình. Nếu không tôi chắc chắn không sống sót qua đêm này. Lúc này lão đại đột nhiên kéo lão tứ rồi nói, em mù rồi à?
Giường của em không phải ở đây sao? Lão tử khóc sướt mướt còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lão đại đột nhiên hét lên, im miệng. Cơ thể của tôi run cầm cập. Chẳng lẽ lão đại có thể nhìn thấy giường của lão tử? Hoặc là lão đại đã phát hiện ra điều gì đó, nên sợ lão tử lỡ miệng nói ra. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, lão tử đột nhiên chạy đến trước giường tôi rồi nói, chị ba, em sợ quá, em muốn ngủ với chị. Nói xong liền muốn leo lên giường của tôi. Tôi giật mình ngồi dậy. Không được, lão tứ, chị còn sợ hơn em. Thật đấy, tôi vừa dứt lời, lão nhị cũng đến và nói, vậy thì bốn người ngủ cùng nhau đi. Ký túc xá chúng ta quái dị như thế, ngủ cùng nhau thì sẽ không sợ. Chị cả, chị cũng ngủ cùng nhé. Tôi run rẩy đến mức vội vàng nói, chị hai, đừng, em xin chị đấy. Không ngờ lão đại không để ý đến lão nhị, mà lại liên tục kiểm tra trước ba chiếc giường của họ. Trái tim tôi đang treo lơ lửng. Nếu lão đại phát hiện ra tôi đã động tay động chân với đôi giày của họ, tôi có thể sẽ không thể sống tiếp được nữa. Đầu óc tôi nhanh chóng quay cuồng tìm cách, muốn tìm ra cách phá vỡ cục diện rối ren này. Ai ngờ lão đại đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Trong nháy mắt, tôi như thể mất hồn. Tôi lầy ba lầy bầy nói, chị cả, có vấn đề gì sao? Ai ngờ lão đại đột nhiên hét lên, mau chạy đi, có ma. Tôi lập tức bối rối. Ma, còn có ma sao? Tôi không biết mình phải làm gì. Chỉ thấy ba người họ trong nháy mắt liền xông ra khỏi phòng. Tôi cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, giơ một cái đóng sầm cửa lại, rồi xoay người mềm nhũn ngồi xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khi tôi vừa định đứng dậy, đột nhiên thấy một người đàn ông ngồi trên giường của tôi. Tôi nhìn kỹ hơn, hóa ra là người đàn ông ma quỷ trước đó. Tôi sợ đến mức hét lớn một tiếng, vùng vẫy muốn chạy ra ngoài, nhưng cửa lại không mở được. Tôi vô thức lấy điện thoại ra cầu cứu cô bạn thân. Cô ấy nghe xong liền hoảng sợ, bảo tôi nhanh chóng đặt ngưỡng cửa gỗ hòe lên, sau đó cắn đứt đầu ngón tay rồi nhỏ giọt ba giọt máu lên trên. Đã vào phòng rồi, còn đặt ngưỡng thì có ích gì? Đừng hỏi nhiều như thế, không có thời gian đâu, mau đi đi. Ngay khi tôi chuẩn bị đặt ngưỡng cửa lên, còn ma kia không biết từ khi nào đã ở trước mặt tôi rồi. Bạn thân thất tình đến nhà tôi kể khổ. Kết quả tôi nhận được một cuộc điện thoại nói với tôi rằng bạn thân tôi đã chết. Đầu óc tôi ngay lập tức trống rỗng, bởi vì lúc này bạn thân đang ở phía sau tôi. Đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi. Đêm khuya, tôi ngồi ở phòng khách xem tiểu thuyết kinh dị. Vừa lúc xem đến đoạn gây cấn thì nghe thấy tiếng khóa mật khẩu bên ngoài cửa. Mật khẩu sai, vui lòng nhập lại. Tôi lập tức sợ đến mức cơ thể co rúm lại. Tôi từ từ đi về phía cửa chính, cúi người cầm cây gậy bóng chày bên cạnh tủ giày. Mật khẩu sai, vui lòng nhập lại. Tôi đang chuẩn bị thông qua mắt mèo để xem đây là tình huống gì. Kết quả giây tiếp theo, mật khẩu được nhập chính xác. Lúc này tôi sợ đến mức hai chân run rẩy, đổ mồ hôi lạnh. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tim mình đập ngày càng nhanh hơn, giống như thể giây tiếp theo sẽ nhảy ra ngoài. Cửa được mở ra, tôi vô thức nhắm mắt lại, vung cây gậy bóng chày, xong lại bị một bàn tay khác giữ chặt. Cậu làm gì vậy? Muốn mưu sát bạn thân à? Nghe giọng nói quen thuộc, lúc này tôi mới mở mắt ra, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Không ngờ thế mà lại là bạn thân của tôi, Hoàng Diêu. Sao lại là cậu? Cậu làm tớ sợ chết khiếp. Không phải cậu biết mật khẩu nhà tớ sao? Sao lại còn nhập sai hai lần? Không phải là do tớ bấm nhầm sao? Tớ vừa ở ngoài uống hơi nhiều. Ngược lại là cậu, nếu không phải tớ nhanh tay lẹ mắt thì hôm nay khuôn mặt chim sa cá lặn, hoa nhiều nguyệt thẹn này đã bị cậu hủy hoại rồi. Xác nhận bằng mắt, đúng thật là đứa bạn thân tự luyến của tôi, Hoàng Diêu. Tôi mới đặt cây gậy bóng chày xuống và đóng cửa lại. Hoàng Diêu ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu kể khổ với tôi. Hu hu hu, tại sao số của tớ lại khổ như vậy chứ? Tên trà nam chết tiệt lừa dối tình cảm của lão nương thì thôi đi, mấu chốt là còn lừa tiền của tớ. Tôi nghi hoặc nói, vậy đây là lỗi của hắn ta rồi. Lừa dối tình cảm thì thôi, làm sao có thể lừa tiền chứ? Lúc này Hoàng Diêu bảo tôi uống rượu với cô ấy. Một bên phụ họa nói, đúng vậy, nào, cạn ly nào. Cậu uống ít như thế bỏ bèn gì? Tôi chỉ có thể uống thêm một ngụm lớn. Hoàng Diêu lúc này mới hài lòng gật đầu. Cậu coi như cầm tiền gọi một người mẫu nam, trong lòng có phải cảm thấy tốt hơn không? Hoàng Diêu lộ ra một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn. Tớ cảm ơn cậu. Tôi uống với Hoàng Diêu đến tận 2 giờ sáng thì mới lên giường đi ngủ. Tửu lượng của Hoàng Diêu không tốt, vừa nằm xuống thì ngủ thiếp đi, nhưng tôi không ngủ được, bởi vì tiếng ngáy của Hoàng Diêu quá to. Tôi chỉ có thể bất lực tiếp tục xem tiểu thuyết kinh dị. Đúng lúc đó, bạn trai Khâu Trạch gọi điện thoại tới. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại mang theo chút bi thương. Trinh Tử, bây giờ anh đang ở đồn cảnh sát làm giấy chứng tử cho Hoàng Diêu. Em có ở nhà không? Cô ấy, tôi không thể nghe tiếp những gì anh ấy nói nữa. Đầu óc của tôi lập tức trống rỗng, bởi vì Hoàng Diêu đang nằm phía sau tôi. Lúc này, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi.
Sao vẫn chưa ngủ? Tôi lúc này mới phát hiện ra, tiếng ngáy anh ỏi vừa rồi không biết từ khi nào đã dừng lại. Tôi hoảng sợ quay người qua, lúc này mới phát hiện mặt Hoàng Diêu trắng một cách không hợp lý. Nhiệt độ cơ thể cũng bất thường, giống như một xác sống không có thể nhiệt vậy. Nhưng vừa rồi cô ấy không như vậy. Rõ ràng vừa rồi cô ấy còn rất bình thường. Âm thanh của điện thoại không nhỏ. Lời vừa nãy, cô ấy hẳn đã nghe thấy rồi. Giọng nói của Khâu Trạch lại lần nữa vang lên. Hello, hello. Sao em không nói gì? Lúc này tôi mới phản ứng lại. Run rẩy nói, đừng. Đừng đùa nữa. Nếu như em không tin thì anh sẽ gửi ảnh cho em xem. Một bức ảnh được gửi đến. Người trong ảnh chính là bạn thân của tôi, Hoàng Diêu. Mặc dù khuôn mặt của cô ấy giống như bị lửa đốt đến mức không rõ ràng, nhưng tôi nhớ vết bớt trên xương quai xanh của cô ấy. Lúc đó Hoàng Diêu luôn cảm thấy vết bớt đó không đẹp, vậy nên đã xăm một đóa hoa hồng lên đó. Do đó tôi đã nhận ra nó trong nháy mắt. Giờ phút này tôi lập tức tỉnh rượu. Không thể sai được. Nếu như Hoàng Diêu thật sự đã chết rồi, vậy người trước mặt tôi là ai? Nếu như Hoàng Diêu thật sự đã chết rồi, vậy người trước mặt tôi là ai? Ngay lúc này, Hoàng Diêu giật lấy điện thoại của tôi. Anh đừng gọi điện thoại tới nữa. Giả thân giả quỷ, chỉ biết dạ sợ Trinh Tử thôi. Không đợi Khâu Trạch bên kia nói chuyện, Hoàng Diêu trực tiếp cúp điện thoại. Khâu Trạch là bạn trai của tôi. Sau đó tôi giới thiệu Hoàng Diêu với anh ấy. Cả hai đã trở thành bạn bè. Tôi đã nghe thấy những gì anh ta nói. Đừng nói cậu thật sự tin đấy nhé. Hoàng Diêu dùng ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi, Hoàng Diêu liền kéo áo mình xuống, cho tôi xem hình xăm dưới cổ áo. Tôi nhìn kỹ một lượt, đích thực là hình xăm đóa hoa hồng, giống hệt như trước đây. Giờ thì yên tâm rồi chứ. Tôi đưa cho Hoàng Diêu xem bức ảnh Khâu Trạch vừa gửi cho tôi. Trinh Tử, cậu có ngốc hay không? Cái này nhìn cái liền biết là ảnh Photoshop. Chắc là cái tên ngốc của Khâu Trạch đang chơi khăm. Thật sự có khả năng này. Đêm nay đúng thật gặp không ít kinh hãi. Hoàng Diêu nhìn tôi cười xấu xa. He he, dù sao ngủ cũng không ngủ được nữa. Hay là chúng ta ăn đồ nướng đi. Nửa tiếng sau, ánh shipper gõ cửa. Đồ của bạn đã đến nơi rồi. Phiền bạn vui lòng ra ngoài lấy. Hoàng Diêu đứng dậy đi mở cửa. Nhưng cảnh tiếp theo lại khiến tôi sởn gai ốc. Hoàng Diêu thế mà lại nhón chân đi bộ. Không phải chỉ cần có ma mới có thể nhón chân đi bộ sao? Trái tim vừa đặt xuống lại treo lơ lửng. Chẳng lẽ Khâu Trạch không nói dối tôi sao? Tôi nhân lúc Hoàng Diêu đi lấy đồ ăn, lén gửi tin nhắn cho Khâu Trạch. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bên kia ngay lập tức trả lời, anh còn muốn hỏi em đấy. Tại sao Hoàng Diêu lại nghe điện thoại? Khâu Trạch gửi giấy chứng từ của Hoàng Diêu đến. Em tự xem đi. Anh không lừa em. Vậy Hoàng Diêu ở nhà em là ai? Bây giờ anh đi tìm em. Tuyệt đối đừng để cô ấy phát hiện. Lúc này Hoàng Diêu đã đóng cửa lại, tay cầm đồ ăn. Tôi vội vàng tắt điện thoại. Cậu sao vậy? Không, không sao đâu. Tôi đi vệ sinh một lát. Tôi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Sau khi khóa cửa nhà vệ sinh, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi mở điện thoại ra, nhìn thấy Khâu Trạch gửi cho tôi một hình ảnh. Là cửa tiểu khu nhà tôi. Em không sao chứ? Bây giờ anh lập tức lên đó. Giây tiếp theo, cửa nhà vệ sinh bị gõ. Giọng nói của Hoàng Diêu vang lên. Sao cậu lại chậm như vậy? Thịt nướng sắp nguội rồi. Được rồi, tôi sẽ ra ngoài ngay. Cậu đừng có giục nữa. Tôi mở cửa phòng vệ sinh ra, mặt đối mặt với Hoàng Diêu bên ngoài. Tại sao cậu một mực đứng ở cửa? Tôi không tự chủ mà ớn lạnh. Chẳng lẽ vừa rồi Hoàng Diêu tựa vào cửa để nghe âm thanh bên trong sao? Hoàng Diệu vẻ mặt bình thản nói. Khâu Trạch đã gửi tin nhắn cho cậu rồi à? Không có, cậu còn lừa tớ à? Tôi có thể biết khi nào cậu nói dối. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Trinh Tử, mau mở cửa ra. Tôi đẩy Hoàng Diêu ra rồi chạy về phía cửa. Đừng mở cửa. Đừng tin những gì Khâu Trạch nói. Không đợi Hoàng Diêu nói xong, tôi đã mở cửa ra. Khâu Trạch kéo tôi bỏ chạy. Tôi hỏi Khâu Trạch chuyện này rốt cuộc là thế nào. Khâu Trạch thở hổn hển nói, Hoàng Diêu đã chết. Bây giờ cái ở tầng trên có thể là Hoàng Diêu 7 ngày hôi hồn, quỷ hồn có thể mê hoặc con người. Dù Hoàng Diêu có nói gì đi chăng nữa, em đừng tin cô ấy. Cô ấy bây giờ đã không có nhiều ý thức về bản thân. Hoàng Diêu đang tìm người thế mạng. Đi nhanh, ra khỏi tiểu khu rồi nói. Tôi đi theo sau Khâu Trạch. Giây tiếp theo, tôi lại thấy phía sau Khâu Trạch dưới ánh đèn lại không có bóng. Tôi choáng váng. Chẳng lẽ vừa rồi Hoàng Diêu muốn nói Khâu Trạch có vấn đề sao? Bây giờ tôi nên làm gì? Chẳng lẽ Khâu Trạch mới là ma? Tôi lùi lại hai bước, nhìn Khâu Trạch với ánh mắt cảnh giác. Tại sao anh không có bóng? Em hoa mắt rồi phải không? Em nhìn lại đi. Tôi đưa mắt nhìn xuống, thực sự có một cái bóng. Vừa rồi tôi thực sự bị hoa mắt sao? Tâm trạng của tôi đã bình tĩnh lại đôi chút. Chuyện xảy ra tối nay thật khó tưởng tượng nổi. Cũng có khả năng tôi nhìn nhầm. Bây giờ chúng ta nên rời khỏi tiểu khu trước rồi nói. Khâu Trạch nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Đi lên trước rồi nắm lấy tay tôi. Chúng ta đi thôi. Tại sao tay của anh lạnh thế? Khâu Trạch sửng sốt một lát,
Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Em quên rồi sao? Anh thề hàn, vào mùa thu thì tay chân sẽ lạnh. Nào đi thôi. Ban đêm, tiểu khu rất yên tĩnh. Tôi vô tình liếc một cái, lại nhìn thấy sắc mặt của Khâu Trạch lúc này đã thay đổi. Trên khuôn mặt mang theo nụ cười quỷ dị, cùng với cỗ hơi thở tử vong. Nối tiếp tập trước, lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên. Đó là tin nhắn do Hoàng Diêu gửi tới. Tuyệt đối đừng rời khỏi tiểu khu. Tôi tạm dừng bước chân. Khâu Trạch và Hoàng Diêu có gì đó không ổn. Cả hai người đều có ý đồ riêng. Lúc này, Hoàng Diêu đuổi tới. Khâu Trạch muốn hãm hại cậu. Đừng tin anh ta. Khâu Trạch ôn nhu nói với tôi. Trinh Tử, em đã quên những gì anh vừa nói rồi sao? Giờ đây cô ấy là một người đã chết. Cô ấy nói vậy là để mê hoặc em. Cô ấy muốn chiếm lấy cơ thể của em. Khâu Trạch, anh im miệng. Người muốn hại Trinh Tử là anh. Hoàng Diêu nhìn tôi. Trinh Tử, tớ thừa nhận mình là quỷ hồn, nhưng tớ sẽ không làm hại cậu. Tớ quay lại là để bảo vệ cậu. Khi nghe Hoàng Diêu chính miệng thừa nhận rằng mình đã chết, tôi sợ đến mức bất động tại chỗ. Hoàng Diêu nhìn dáng vẻ này của tôi, thần sắc trở nên thống khổ. Cậu quên những chuyện lúc nhỏ của chúng ta rồi à? Chúng ta lớn lên cùng nhau, sao tớ có thể làm hại cậu được? Tôi và Hoàng Diêu cùng sống ở một viện phúc lợi. Tính cách của tôi thuộc kiểu sống rất nội tâm, thường xuyên bị người khác bắt nạt. Mà sự xuất hiện của Hoàng Diêu như một tia sáng chiếu rọi thế giới của tôi. Thời thơ ấu thường bị một số cậu bé ở viện phúc lợi bắt nạt, tất cả đều là Hoàng Diêu giải vây giúp tôi. Cứ như thế Hoàng Diêu đã bảo vệ tôi suốt 20 năm. Giây tiếp theo, Khâu Trạch đột nhiên đi qua, nắm lấy tay tôi. Trinh Tử, đi thôi. Lời của ma quỷ sao em có thể tin chứ? Cô ấy làm điều này chỉ để giữ em lại, chiếm đoạt cơ thể của em. Tôi liếc nhìn Hoàng Diêu một cái, cuối cùng tôi để mặc cho Khâu Trạch kéo tôi đi. Hoàng Diêu nhìn bóng lưng tôi đang dần xa thì vẻ mặt tuyệt vọng. Trinh Tử, tớ xin cậu, đừng theo anh ta. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi tiểu khu, tôi dừng bước chân, nhanh chóng lấy ra một tấm bùa, dán lên lưng của Khâu Trạch, sau đó lùi lại vài bước. Khâu Trạch vừa muốn quay người lại, nhưng nhận ra rằng mình không thể cử động. Trinh Tử, em làm gì anh vậy? Tại sao anh không thể di chuyển được? Tôi cười lạnh, tất nhiên là thành toàn cho anh rồi. Không phải anh rất muốn tiếp tục ở bên người bạn gái đã chết của mình sao? Khâu Trạch hoảng hốt hét lên, em đang nói cái gì vậy chứ? Tôi không quan tâm tới anh ta, mà thay vào đó quay người đến trước mặt Hoàng Diêu, kéo Hoàng Diêu rời đi. Tôi vừa đi vừa giải thích với Hoàng Diêu. Khâu Trạch ở bên tôi là để hồi sinh người bạn gái đã chết của mình. Anh ta là miêu tộc, bên đó bọn họ lưu truyền một loại cổ có thể tạm thời bảo vệ hồn phách của người chết. Chỉ cần tìm cơ thể phù hợp nhất, dùng cổ trùng lôi hồn phách ra ngoài, mà linh hồn chỉ cần rời khỏi cơ thể thì có thể để cho linh hồn của bạn gái anh ta chiếm đoạt. Anh ta đã chọn vài cô gái nhưng đều thất bại, mà những cô gái bị anh ta chọn chúng không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Còn tôi là cơ thể phù hợp nhất mà anh ta chọn chúng. Miễn là tôi cam tâm tình nguyện theo anh ta rời khỏi tiểu khu, linh hồn của bạn gái anh ta có thể chiếm đoạt tôi. Lúc này Hoàng Diêu đột nhiên đau đớn ôm đầu. Sao vậy? Hoàng Diêu chỉ hoãn một lát rồi nói với tôi. Trinh Tử, tớ nhớ ra rồi, tuần trước tớ đi chùa thắp hương, đúng lúc nhìn thấy Khâu Trạch ôm một cô gái đi vào trong. Lúc đó tớ rất tức giận, tớ cho rằng Khâu Trạch đã phản bội cậu, vậy nên tôi đã chụp ảnh họ lại. Bởi vì lúc đó trên núi không có tín hiệu, tớ chuẩn bị xuống núi rồi nói cho cậu biết. Không ngờ lúc tớ xuống núi lại xảy ra tai nạn, chiếc xe mất lái và lao xuống sườn núi. Nhưng khi tớ tỉnh lại thì vẫn luôn có một giọng nói trong đầu nhắc nhở tớ. Tớ muốn bảo vệ cậu, có người muốn hại cậu. Mắt tôi đỏ hoe. Hoàng Diêu, lần này đổi lại tớ bảo vệ. Thực ra tôi đã sớm biết kế hoạch của Khâu Trạch. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh ta phản bội tôi. Tôi vốn dĩ muốn đối chất với anh ta. Sau đó tôi phát hiện ra anh ta muốn hại tôi. Cơ duyên xào hợp, tôi gặp một vị đại sư để hóa giải chiêu thức này của anh ta. Tôi đã tiêu hết số tiền tiết kiệm trong những năm qua, nhưng không ngờ lại liên lụy đến Hoàng Diêu, gián tiếp hại chết cô ấy. Khâu Trạch muốn hại tôi, tôi bắt buộc phải khiến anh ta trả giá. Tôi dẫn theo Hoàng Diêu, tìm thấy căn phòng để xác của Khâu Trạch. Tôi nhìn về phía Hoàng Diêu, cậu thật sự nguyện ý đoạt lấy thân thể của anh ta sao? Tôi có thể tìm cái tốt hơn cho cậu. Không, Trinh Tử, tôi không muốn cậu làm hại người khác vì tớ. Mà Khâu Trạch, anh ta đáng chết. Xin lỗi, giờ cậu thành thế này là vì tớ. Tôi khóc nhìn Hoàng Diêu. Hoàng Diêu nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, đồ ngốc. Đó không phải lỗi của cậu. Hơn nữa, đây là do tớ tự nguyện. Vào một ngày mặt trời tỏa nắng, tôi đưa Khâu Trạch đi gặp cha mẹ nuôi của tôi. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.